Dạ. Dạ em xin phép chào cô chú và anh chị. Dạ em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị rất là nhiều đã ủng hộ cái kênh YouTube Gốm Sứ Nhật Xuân Lãm. Và những sản phẩm em lên, anh chị thích món nào anh chị chụp gửi. Nếu mà anh chị đã xài Zalo thì anh chị chụp gửi về Gốm Nhật Xuân Lãm nha anh chị, 0913330469. Và những anh chị mà không có xài Zalo đó anh chị trực tiếp nhắn tin, hoặc anh chị là có điện thoại nha anh chị, điện thoại qua cái số cũng là 0913 luôn, 330469. Những cái kiểu như là bên các em là kiểu như Gốm Nhật, anh chị Gốm Nhật, cái kênh em là Gốm Nhật Xuân Lãm nha chị, là em có niêm yết cái số điện thoại trên cái like của đó luôn. Anh chị là nhắn qua cái số đó thì em sẽ trả lời cho anh chị nha. Đó, em bên em lúc nào cũng trực máy hết. Em cũng mong anh chị ủng hộ cái kênh này. Và những anh chị mà có trên cái em, nhiều lúc mà cái kênh em đang like lên đó chị, anh chị có nhắn tin qua, chứ mà em bên em thì có nhận được tin nhắn, chứ mà em nhắn lại anh chị không nhận được nha anh chị. Em cũng mong anh chị là trực tiếp nhắn qua, rồi em sẽ báo mã số cho anh chị nha. Em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị rất là nhiều đã ủng hộ cái kênh này. Và bây giờ em sẽ lên một cái tô anh chị. Một cái tô này là ở trong lòng anh chị rất là đẹp, vì trong lòng là con họa tiết nè chị, sơn thủy nha. Thứ nhất là sơn thủy, thứ hai nữa là hai con ông, cái này hai anh đang đánh cờ, và cái này là một ông đang kiểu như là cưỡi ngựa nha anh chị. Cái này là cái tô này trong lòng họa tiết rất là đẹp luôn. Anh chị nhìn kỹ, trong lòng cái này là có một cái cây cây tùng nha chị, cây tùng nha. Cái này là cây tùng, cái này là có con, một cái con chim đang đậu trên cây tùng. Và cái này là hai ông cưỡi ngựa, một ông cưỡi ngựa và hai ông đánh cờ, là một anh chị, một cái đang chèo ghe chèo xuồng anh chị đó. Cái tô này đẹp lắm anh chị, rất là đẹp cái tô nha. Đó. Cái này là viền của tô này là sô cô la nha chị, viền tô này sô cô la. Đường kính của tô này là 19.5 đó, 19.5. Cao của tô này là 8 nha chị, cao của tô này 8. Đó, cái tô này rất là đẹp nha chị. Đó, cái tô này em bán cho anh chị với giá là 180k cái tô này. 180k cái tô này anh chị. Anh chị chốt cho em mã A48. A48 nha chị, 180k. Đó, anh chị để trong này rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ em lên một cái tô này là tô ngũ sắc nha anh chị. Tô ngũ sắc họa tiết này là ở ngoài là màu đỏ nha anh chị, và trong lòng của này là màu họa tiết vẽ lam xanh. Họa tiết vẽ lam xanh nha anh chị. Đấy, cái này là một cái tô hoa họa tiết lam xanh, và xung quanh chị, xung quanh cái này là màu đỏ, và cái này chính giữa này là anh chị, cái này là vẽ một cái họa tiết hoa vàng nha anh chị. Và cái này tô này là có truyện ký đầy đủ nha anh chị, truyện ký đầy đủ luôn. Tô này đường kính của tô này là 15.5 và cao của tô này là 7 nha anh chị. Rồi cái tô này em bán cho anh chị với giá là 180k một chiếc tô như thế này. Cái này mình có hai chiếc thôi. Cái này em có hai chiếc nha anh chị, 180k một chiếc mà em có hai chiếc nha anh chị. Anh chị chốt cho em mã A49. A49 nha anh chị, A49. Rồi em lên một cái này là một, em có một cái phone nha chị. Một cái phone này là phone dĩa Pháp nha chị, một cái phone dĩa Pháp. Cái này em có là tổng là 8 chiếc anh chị. Đó, dĩa Pháp này anh chị dễ đựng nè. Thứ nhất là cái này chị, viền là viền sáng như thế này. Thứ hai là phía sau của dĩa này đều là có truyện nha chị. Phía sau của dĩa này đều là có truyện ký hiệu của Pháp nha, ký hiệu của Pháp. Dĩa này là đường kính của dĩa này là 18 nha chị, và cao của dĩa này là 3.5. Là cái dĩa này là dĩa sâu lòng nha chị. Đó, dĩa này em bán cho anh chị là 60k một chiếc như thế này. Em có 8 chiếc nha anh chị, em ưu tiên cho anh chị lấy hết cái này nha. Đó, 60k một chiếc. Đó, 60k. A là 50 nha chị đó. Những cái dòng Pháp như là như thế. Dòng Pháp là như thế này nha chị. Đó, 60k một chiếc. Em có 8 chiếc nha chị. Anh chị chốt cho em mã A50. A50 nha chị, A50.
Rồi em lên một cái này là một cái bình rượu nha chị. Một cái bình rượu. Một cái bình rượu này là vẽ toàn bộ là vẽ thư pháp nha chị. Toàn bộ là vẽ thư pháp. Đây là bình rượu, đây là bình rượu mộc của chị. Còn rượu. Còn nốt rượu. Còn rượu. Còn đã nốt còn rượu mộc. Ai biết đâu. Nói nhảy đâu. Hùng vậy. Cái này là chị à, cái này là một cái bình rượu mộc nha chị. Một cái bình rượu mộc nha. Bình này là ngang 16 nha chị. Ngang 16. Và cao của bình này là, cao của bình này là 14.5 nha chị. Cao bình này 14.5. Rồi cái bình này em bán cho anh chị. Đây. Rồi bình này em bán cho anh chị với giá là 400k nha chị, 400k nha. Anh chị chốt giùm em. A51 nha chị, A51 400k. A51 nha chị, 400k. Kìa bình nó lại. Không ta. Không ta. Không. Rồi cái này em có 3 ly nha chị, 4 ly nha. 5 ly. 6 ly. 7 nha chị. 8 9 ly nha, cái này em có 9 chiếc nha chị, 9 chiếc nha. Ly này là chị, ly này anh chị uống có uống cà phê hoặc là uống trà cũng được anh chị, nó dễ sử dụng. Ly này đường kính này là 7 nha chị và cao của ly này là 6. Cái này em có 2, 4, 5. Cái này em tổng ly là 9 chiếc nha chị, 9 chiếc nha. Rồi cái này em bán cho anh chị 9 chiếc này với giá là 180k 9 chiếc này. 180k chị, mỗi chiếc ly này chỉ có 20k thôi nha chị. 180k anh chị chốt cho em mã A52. 180k, cái này là mới nha chị. Mới chưa qua sử dụng nha. A52. 180k mỗi ly này, 20k một chiếc. Lâu rồi con. Rồi cái này chị, cái này là cái một cái dĩa. Đường kính là 31.5 nha chị. Đường kính của này là 31.5, cái dĩa này là gọi là dĩa răng cưa nha chị, viền sô cô la dĩa răng cưa. Và cái này trong này là có cái tùng cúc trúc nha chị, trong này là có tùng cúc trúc nha. Thì cái dĩa này là không có truyện mà nó có một cái vết nha chị, vết này là trước cái đóng truyện nha chị. Đó, đường kính của này là 31.5. Cái này là có kệ gỗ luôn nha chị, có kệ gỗ như thế này nha. Đó, cái dĩa này rất hoàn hảo nha chị, không có một tì vết gì hết nha anh chị. Đó, tuy rằng là nó là dĩa xưa, thường thường là những cái dòng dĩa xưa này nó hay có một cái chút tì vết. Chỉ cái đây là những cái vết là kiểu như vết dĩa xưa cũ nha anh chị, nó cái anh chị xưa cũ nha. Nó là mòn những cái này đó anh chị, nó lại mòn cái đế người ta đã kiểu như ba mà đưa ra qua đây lại nó mòn chị. Rồi, đường kính là 31.5. Cái dĩa này cả kệ gỗ luôn nha chị, em bán cho anh chị dĩa này được với giá là 1 triệu. 1 triệu nha chị. Anh chị chốt cho em mã A53. 1 triệu nha chị, A53 nha. A53.
Rồi em lên một cái cặp chén nha chị, một cái cặp chén ngũ sắc nha chị. Chén hoa ngũ sắc, cái này là phôn, cái này là có truyền nha chị. Phôn này là phôn chén Nhật nha chị, phôn chén Nhật nha. Đường kính này là 10, chén này đường kính là 12. Đường kính chén là 12 nha chị. Và cao của chén này là 5.5 phôn này nè. À, cái này là viền sô cô la nha chị, viền sô cô la. Rồi cặp này em bán cho anh chị với giá là cặp này bán chị với giá là 70k cặp này. 70k nha chị, đó là mỗi chiếc này chỉ 35k thôi. Hai chiếc này là 70k. Anh chị chốt cho em mã A54. A54 nha chị, 70k A54. Rồi anh chị, cái này là một cái dĩa sâu lồng nha chị, sữa dĩa sâu lồng để làm. Đường kính này là 25 và cao của này là 4 nha chị, cao của này là 4 chị. Cái này là có truyền ký đầy đủ nha chị. Đấy, anh chị để cái bộ trà vẫn là ok nha chị, bộ trà hoặc là bộ rượu vẫn là được nha, nó nặng nha chị, cốt nặng. Rồi cái dĩa này em bán cho anh chị với giá là 100k dĩa này, 100k dĩa này nha chị. Anh chị chốt cho em mã A55 nha chị, 100k A55. Rồi anh chị, cái này là một cái dĩa lưới nha chị, một cái dĩa dài lưới nè, dễ sử dụng anh chị. Cái này là dĩa lưới truyền ký đầy đủ. Dĩa này đường kính là 22 nha chị, và ngang của này là 13. Đấy, một cặp dĩa này em bán cho anh chị với giá là 90k một cặp dĩa này, 90k một cặp dĩa này nha chị. Anh chị chốt cho em mã A56 nha chị, 90k một cặp luôn nha chị, mỗi chiếc này chỉ có 45k. A56. Giá cao mà nó cắt đâu có trong đây nè. Rồi em lên một cái dĩa nha chị, dĩa này là một cái đôi dĩa đôi cong nha chị. Một cái dĩa đôi cong. Một cái dĩa đôi cong nha chị. Và cái dĩa này là đôi cong nha chị. Cái này là vẽ toàn bộ là họa tiết hoa mẫu đơn và hoa đào nha chị, hoa mẫu đơn và hoa đào. Và xung quanh này là vẽ một đôi cong nha chị, xung quanh này có phụng nha chị, cong vừa phụng nha chị. Và cái này là xung quanh vẽ hoa mẫu đơn toàn bộ rất là ok chị. Viền là viền vàng nha chị, viền vàng. Dĩa này là không có truyền nha chị, chị không có truyền nha. Cái này em kèm theo một cái kệ gỗ như thế này nha chị. Anh chị nhìn cái dĩa này rất là đẹp luôn. Dĩa này đường kính là 36 nha chị, dĩa này đường kính là 36. Đấy, đường kính là 36 nha chị, đôi cong nha chị. À, rồi cái này, dĩa này em bán cho anh chị với giá là 1.500.000 dĩa này. Đường kính 36 là đường kính rất là bự nha chị. À, em kèm theo cái kệ gỗ bên em là những cái bên em là dĩa này toàn là kệ gỗ không nha chị, kệ gỗ nha. À, 1.500.000. Anh chị chốt em mã A57 nha chị, A57. 1.500.000 nha chị, A57 nha. Rồi em ra tiếp cho chị, cũng là một cái dĩa ngũ sắc luôn. Một cái dĩa ngũ sắc nha chị. Một cái dĩa ngũ sắc, trong này là họa tiết hoa mẫu đơn và xung quanh có là ba con phụng nha chị, ba phụng nha. Và xung quanh là ngũ sắc nha chị, vẽ rất là đẹp luôn, viền là viền vàng nha chị. Nổi cộm nha, viền vàng nổi cộm, và sâu lưng này có ba chiếc lá như thế này. Này là đường kính này là 30 nha chị, dĩa ngũ sắc này đường kính là 30. À, em bán là em cũng kèm theo một cái kệ gỗ như thế này nha chị. Kèm theo kệ gỗ như thế này.
Rồi cái dĩa này anh chị, dĩa ngũ sắc này là kèm theo kệ gỗ luôn. Em bán cho anh chị với giá là 950k cái dĩa này. 950k. Anh chị chốt giùm em mã A58. A58 nha anh chị, 950k. A58. Rồi em lên cái này anh chị. Cái dĩa này là dĩa sâu lồng nha anh chị, dĩa sâu lồng. Gọi là tô trẹp, dĩa này dĩa sâu lồng họa tiết hoa. Ở trong này anh chị vẽ hoa nha chị. À, cái này là xin lỗi, cái này là vẽ một cái lá dâu, hoa dâu nha anh chị. Cái này là đường kính của cái này là 21 và cao của này là 15. 21 cao 15 nha anh chị. Cái này em có 3 chiếc như thế này. Em bán cho anh chị với giá là 3 chiếc. Rồi em bán cho chị bộ này 220k bộ tô, bộ này anh chị, bộ tô này nha. 220k 3 chiếc như thế này. Anh chị chốt cho em mã A59 220k nha chị, 3 chiếc luôn nha. A59. Rồi em cái này anh chị, em lên cái tô này anh chị, tô này là dạng như là một cái dòng tô lam vừa ngũ sắc luôn. Vừa lam vừa ngũ sắc nha anh chị. Đó, cái này là vừa lam vừa ngũ sắc. Tô này là có truyện ký nha anh chị, có truyện ký nha. Tô này đường kính này là 15.5 nha chị, và cao của tô này là 7. 15.5 cao là 7 nha anh chị. Tô này em bán cho anh chị là 80k một chiếc nha chị. Tô này là vừa lam vừa hoa ngũ sắc. Em bán cho anh chị mỗi chiếc này là 80k. Anh chị chốt cho em mã A60. A60 nha chị, 80k A60. Rồi bây giờ em lên cái này anh chị. Một cái bộ này là một cái bộ, một bộ trà nha chị, một cái bộ trà. Ở bộ này là, bộ này là cutani nha chị, bộ trà này là cutani. Cái này là xưa nha chị, mà cái cốt ly này là cốt bình này rất là nặng, và cái này nha chị có tích người nha chị, cái này là có tích người cutani. Và cái này là những anh chị nhìn là biết cái này là hàng xưa nha chị. Đó, truyện như thế này. Lập tổ âm nha chị, truyện ký là những cái hàng xưa truyện ký nha chị. Những cái này là hàng xưa truyện ký, cốt là cốt nặng nha chị, cutani. Cutani nha chị đấy. Một cái ly. Đó, cái này em có 2 ly nha chị. 3 ly, ly này là em báo chị, ly này là cốt rất là nặng và dày. Những cái dòng cutani này là anh chị biết trong này nó rạng nha chị, nó có độ rạng nha, rạng theo kiểu như là rạng chứ mà nó có độ thâm nữa, do những cái dòng này rất là xưa. Vừa là tích người nha chị, và vừa có sơn thủy cả cảnh nhà. Rồi nha chị, cái này là bộ này là em báo chị bộ này một bình. Đó, một bình 4 ly. Hiện tượng của chị nó có một cái ly này là bị dâm. Một bình 4 ly nha chị. Ly này bị dâm nha chị đấy. Và cái này chị có một cái bình sake cũng là tông luôn. Chuyện chị, chuyện tròn nha, chuyện hoa đào. Chuyện này là chuyện xưa nha chị đấy. Và trên bình này là nó có một cái bình này bị dâm. Nói chung là em sẽ báo cho anh chị tình trạng bình này dâm. Một cái bình này dâm và một cái ly dâm. Và em sẽ bỏ qua một bên. Bây giờ này em sẽ bán cái bộ này cho anh chị nha. Ly to đó. Đó, cái này là có ly. Đó, cái bộ như thế nào mà không biết em có chị. Chuyện thì đón nhau. Mà cái ly này có trên lệch một xíu nha chị, 2 ly nha. Một cái bình và 4 cái ly. Hết cái bộ này. Em bán cho anh chị hết cái bộ này một cái. Đó, cho anh chị với giá là 1.500k một bộ này. 1.500k. 1.500k nha chị. Anh chị chốt cho em mã A61 nha chị đấy. Mã A61. Rồi em lên cái này là một cái bình rượu nha chị. Bình này là một cái bình rượu mộc. Lạ luôn nha chị, bình rượu mộc nha. Bình này là đường kính là 10 nha chị, và cao tới miệng là 12.5. Cái bình này em bán cho anh chị với giá là 350k cái bình này. 350k chị, cái này là cốt mộc. Đó chị, đổ vô thế này thì anh chị tự tạo cái nắp nha chị. Nắp như thế này, cái quai đủ ra như thế này chị đấy.
350k. Anh chị chốt cho em mã A62. Dạ em xin phép chào cô chú và anh chị.